Chào các bạn thân mến, chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều là niềm vui, hạnh phúc và bình yên nhé. Mình hái hoa đậu biếc này, hoa nhài rất là thơm, để ướp trà hoặc là cho vào trái cây cũng rất là thơm. Hoa sau nhái, một ly sinh tố. Đấy. Đậu biếc nhiều lắm. Vòm lá xanh biếc. Góc thư giãn của mình đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye. See you again.